Rồi chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Mọi người mua hàng thì liên hệ số hỏi trên màn hình nè. 0348308443. Gọi điện hoặc nhắn tin ha. Rồi hoặc nhu cầu thì các bạn Zalo để mình có cái gì thì mình trao đổi thêm ha mọi người. Rồi hôm nay em về một số dài hàng si ha. Dài nè. Với nón kết, với túi xách, với lại mấy cây quần nữa mọi người, quần như áo khoác da ha. Đây, cái video hôm nay có lẽ là em sẽ cắt nó ra thành nhiều cái phần ha, nên mọi người xem thì bấm vô cái kênh đó, rồi mình chọn cái phần mình cần xem, ví dụ như là giày nè. Sẽ ghi trên tiêu đề ha cho mọi người dễ coi. Giày nón nó riêng ha, như là quần nó riêng. Cái video hôm nay mã nó là 191 nha mọi người. Rồi mọi người chú ý là hàng này thì nó, ví dụ như giày thì mỗi một size, mỗi một mẫu nó chỉ có một size ha, cho nên là mình tránh việc là chọn không đúng size, không phù hợp á. Bên em thì không có nhận đổi trả lại nha mọi người, nên mọi người chú ý thì chốt hàng thì coi kỹ sản phẩm ha, cho nó đúng cái size mình. Em sẽ đo rất là chi tiết, ví dụ như đôi giày thì mình đo chiều dài nè, chiều dài bàn chân của mình nó tương ứng với đôi giày nó có phù hợp hay không ha, với lại cái độ ngang luôn em đo cho mọi người luôn đó. Có một số đôi giày cái bề ngang nó sẽ rất là hẹp ha, để nó phù hợp với cái chân, những cái chân thon dài của người Mỹ chẳng hạn đó, cho nên nó thiết kế rất đặc biệt, nên nó có một số đôi đó. Em sẽ đo bề ngang và bề dài ha, còn phần đa số thì nó chuẩn, nó tiêu chuẩn rồi, nên là đo cm là nó chính xác. Có số ít đôi thì nó đặc biệt, nó hơi bớt chỗ này nè, nên mang thì chân ai nó gọi là chân nó to xíu thì nó chật đó. Rồi mọi người xem chi tiết giùm em rồi hãy chốt hàng nha mọi người. Rồi mọi người mua hàng lần đầu thì bên em nhận chuyển khoản nha, còn ưu tiên chuyển khoản em cho đi hàng ha. Rồi phần 1 giới thiệu mấy cái nón hàng rất là đẹp nè, hàng thời trang, hàng hiệu. Đây đầu tiên là con nón Adidas. Con này nó còn nguyên cái tem đây nè, tem hãng của nó. Cái này nó sản xuất cho đơn hàng là của thằng cái câu bộ bóng rổ nè mọi người. Adidas sản xuất cho bóng rổ ha, cho cái team bóng rổ nè, nón chơi thể thao bóng rổ, phong cách thể thao nha. Này câu lạc bộ bóng rổ gì nè, WBA nè đó, có cái logo này nè. Thằng này là sản xuất Adidas. Con nón này sản xuất tại nước Bangladesh nha, made in Bangladesh luôn, còn rất là đẹp, nguyên tem còn cái tem 7 màu chống hàng giả. Đây cái form nó là nó đứng nha mọi người, mỏ nó phẳng nè, mũ nó đứng cao đó. Đây phi size ha, mà nhỏ lớn đều mang được. Đây, size trung bình, nhỏ lớn mang được, điều chỉnh được nè. Đây cái con đinh tán này nó cũng dập Adidas luôn. Rồi nón màu đỏ, vành màu xanh, mã số 1 mọi người, 450.000. Rồi số 2 con nón của đây, không hiểu rồi. Nón jean, đây vải jean. Đây nó có cái tem gì đây,
Ở cái đó, màu sắc cô lắc cờ ha, cờ ba sọc ba màu, cờ này giống của Italy, cờ ba 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 màu của Italy ấy, con này của thị trường Hàn Quốc ha, Hàn Quốc sản xuất. Này như thương hiệu Italy mọi người, hiệu Italy á, ba màu Diadora. Con nó này nó hơi dơ mọi người, này xì mà. Nên mọi người giặt lại ha, nè dơ nè, nó riêng nha, bởi riêng hai lớp trong một lớp lưới rồi phi size luôn, nó là cũng phi size, mình tùy chọn cỡ đầu lớn nhỏ thì mang được đó. Cái kiểu này nó làm kiểu như vậy nha mọi người, chứ không phải nó bị bong đâu. Kiểu nó rách rách, rách rách cái hình đó. Rồi mã số 2 150 à. Cái con nón này nó dơ này. Tiếp theo con nón hàng hiệu. Đây, hàng hiệu nè. Center Poly Switch Checker gì nè. Size M. M là trung bình mà, là mình lớn nhỏ mình thâu ra thâu vô được ha. Hai lớp nha, lưới bên trong có. Con nón này rất là đẹp. Còn rất đẹp luôn. Center Bully đó, thương hiệu đó. Nón đội rất nhẹ mà nó mát. Ở đây nó vải là vải hiêu, hiêu họa tiết. Rồi mã số 3 nha, giá bán 400 ngàn. Số 4 một con nón của Nike. Nike Team Sport. Ở đây cái khóa này nó làm cái kiểu logo rất là hay ha. Cũng là phi size nha, đội lớn nhỏ điều chỉnh được. Nice, Hàn Quốc sản xuất. Con nón này cũng hơi dơ, nói chung hơi dơ nè, dơ cũ tí, giá rẻ 100 ngàn. Mã số 4 nha. Bề ngoài thì nó không có vấn đề gì nè, ngoài còn nguyên. Đó, bên ngoài đó. Rồi mã số 4 100 ngàn. Rồi một con bánh tiêu. Nón bánh tiêu. Cái này size trung bình ha. Cỡ 57, 58, 59 mang được. Đó, 57, 58, 59 vòng đầu mọi người. Người đo cái vòng đầu mình nó bao nhiêu ha. Hiệu này giống của Nhật. Cái hiệu này của Nhật mọi người. À, thị trường Nhật này, tiếng Nhật này. Cái dòng này là tiếng Nhật. Hàn Quốc sản xuất nha. Nguyên tem, cái này mà rất là mới luôn, con nó rất là mới. Cái kiểu nó màu như vậy mọi người, nó sắp vải, nó làm hai, nó làm cái kiểu chia mảnh vải ra nên mọi người nhìn nó cái màu nó khác, mỗi bên nó khác nè đó. Cái chiều vải á, chứ không phải nó bị gì, còn rất là mới luôn, nón này rất là mới, nó giống như vải dù mà nó rất là nhẹ mà nó bóng, nhìn nó bóng. Nó màu như màu chì mọi người, như màu chì, màu xanh xanh chì chì như chì,
cái màu rất lạ, nó có độ bóng, nó bánh tiêu nha, xài chung 7, 5, 8, 5, 9 vòng đầu mang được, có co giãn đây nè. Rồi mã số 5 300.000. 6 là một con Polo, thương hiệu Polo, không còn xa lạ mọi người. Nói chung thương hiệu này nó Polo nè, nó hình người cưỡi ngựa đánh đánh gôn chứ, đánh bóng. Cái này nó có một cái chấm dơ ở đây nè mọi người, nó bị một chấm dơ ở đây hả, cái này chưa giặt, chung họ đang xài đang xi. Rồi mã số 6 200.000. Số 7 là thương hiệu con gà trống đây, con gà trống này không biết chữ gì luôn mọi người, nó có ba cái chữ đó, giống như chữ Hàn hay là chữ chữ Nhật gì cũng không đọc được. Con gà trống nó heo lên rất là đẹp, heo cái logo con gà trống, cái logo phía trước này là hình nhựa, logo phía sau là heo nè, phi size luôn nha, đây có con gà luôn, phi size lớn nhỏ gì cũng đổi được. Đây màu kem, cái nón này màu kem nha, còn rất đẹp. Mã số 7 nha, 200.000. Rồi tiếp theo một con nón màu xám, màu khói, nhưng mà nón này màu khói, nón này rất là độc nha, nó heo hình rất là nhiều luôn nè, hình mỏ neo, hình máy bay, hình thiêu không nha mọi người. Còn cái hình này là cái chữ, đây logo đó, kiểu rách nha mọi người, đây kiểu rách nè, chứ không phải là nó bị gì ha, à, kiểu nó vậy đó. Phía sau còn một hình thiêu nữa nè, đây một hình nữa, khóa đồng luôn nha, dây da, đây dây da nè, phi size lớn nhỏ đòi được hết, còn nguyên tem. Nó size là ít luôn, lớn nhỏ gì cũng được. Rồi còn đẹp nha mọi người. Mã số 8 nha, 350.000. Tiếp theo một con nón của đây thương hiệu đó, Sinro 1972, con đại bàng, nguyên chữ heo hết nha, heo nguyên cái mạc này lên luôn, rất là ngầu, nó phối màu cam với màu đen đó, bên trong cam còn đẹp, tem Hàn Quốc sản xuất, phi size lớn nhỏ đều đòi được. Rồi mã số 9, 250.000. Cũng nó có kiểu rách nè mọi người, kiểu nó vậy, nó rách, nó làm rách nè. Rồi tiếp theo một con nón lưới, nón kiểu nửa đầu lưới ha, đội nó hóng mát, nón này màu cam, cam nâu,
màu trắng sữa, nó pha rất là nhiều màu, cũng kiểu rap luôn nè. Rồi logo nó nè, California, lá cờ, nó hiu, tem này hiu. Đây hiệu nó là Spy. Đó. Spy. Vòng đầu lớn nhỏ đều đổi được. Đây. Chung đầu lớn đầu nhỏ mình thâu ra thâu vô được hết. Rồi, mã số 10, 150 nha mọi người. Mười một, một con nón rin này, vải rin nữa nha, chắc nó là rin đó. 1987 euro v. Này là Michael Lee gì nè, Paris. Này nó của Hàn Quốc mà, thương hiệu của Hàn Quốc, sản xuất cho cái gì nè, Hàn Quốc sản xuất. Đây dơ nha, này giặt ra mà dính dơ. Rồi phi size lớn nhỏ đợi được. Nón rin màu nó bạc bạc như vậy ha, chứ không phải nó bạc đâu. Màu muối tiêu á, dạng muối tiêu mọi người. Nè, muối tiêu chỗ đậm chỗ nhạt. Đó. Kiểu rách. Rồi mã 11 ha, 300 ngàn. Tem hiu nguyên cái mạc luôn. Một con màu trắng sữa, màu kem, màu kem. Đây, cũng phi sai nó đổi được lớn nhỏ, khóa đồng, khóa đồng đóng hiệu luôn. Ờ, con này của Bangladesh sản xuất luôn mọi người. Đây. Bangladesh luôn. Còn đẹp. Còn đẹp. Đây bây giờ xíu giặt nó ra. Rồi mã 12 mọi người, 300 ngàn. Rồi tiếp theo một con nón Mỹ. Nón này size Mỹ nè. Thông số nó ghi là cũng size Mỹ mọi người. Size 7 nè, 5/8. Cái này một size nha, nó không có co giãn. Một size mọi người, chú ý. Rồi nguyên tem nó. Đó, thương hiệu nè, cấp hot trời gì đó. Tem nó mai đây luôn. Tem nó giống như miếng giấy. Miếng giấy nha, chống dầu giấy gì mọi người. Giấy này nhưng mà nó rất là dai. Không có gấp bằng giấy. Nè. Như đặc biệt. Oh.
con này kiểu lính Mỹ, kiểu quân đội Mỹ ha, nè, màu 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 lính, màu chìm rất là đẹp, màu tối á, cái form nó cũng lạ nữa, đó, kiểu lạ đẹp, nè, kiểu đó. Đó, trong còn đẹp nè. Cái con này là 58, 59 mang được luôn. Năm tám năm chín sáu mươi năm tám em mang thì nó hơi hơi nói chung nó vừa cũng vừa nhưng mà hơi rộng tí, năm chín là vừa, năm chín sáu mươi được, năm tám mang cũng được, chung mang lên được không rớt, vừa năm chín là vừa y, sáu mươi cũng được. Rồi, mã 13 nha. 400 ngàn. Non lính Mỹ. Mười bốn một con nón lưới thoáng mát còn đẹp, này thương hiệu của Bangladesh sản xuất nè, lưới còn đẹp nha, bên trong là màu kem, này nó màu kem nhiều quá, nó màu kem pha với màu xanh nha, chữ hiêu nè, đẹp. Mã 14 300 ngàn. Phi size lớn nhỏ được. Rồi, tiếp theo một con nón của đây, thương hiệu của London Anh. Đắt. Đắt của Anh Quốc ha. Con nón này nó hơi dơ. Chúng xài nhiều. Bên trong là lưới nha mọi người, nón bánh tiêu. Bên trong lưới thoáng mát. Size XL. Đây chú ý là một size nha. Không có co giãn. Một size nha mọi người. Size XL. XL là cỡ 59, vòng đầu 59 60. Này kiểu bánh tiêu. Rồi mã 15 mọi người, 200 ngàn. Rồi tiếp theo con nón của đây thương hiệu là Body Club. Cái này thương hiệu của Mỹ nha mọi người, thương hiệu thời trang của Mỹ, tem nó theo nguyên cái logo lên luôn nè, theo nè, bên trong nó có cái logo là cái bàn tay, à, rất là nhìn rất là đặc biệt, logo của nó là cái bàn tay đó, đó. Cái bàn tay ở đâu cũng có bàn tay hết nè.
còn đẹp, khá đẹp. Cái màu nó là xám xám nha, màu xám. Đây nó có cái điểm nhấn vàng vàng này, đẹp. Rồi mã 16 400.000. Phi size lớn nhỏ đều được hết. Rồi tiếp theo con nón của đây. MLB của Mỹ. Thương hiệu Mỹ nè, size nhỏ nè. Cái này size của Mỹ, size SM, SM. SM dòng đầu 57 58. 57 58 59 đòi được mọi người. 57 58 59 đòi được nha. Này nó không có chỉnh nha, cho nên vòng đầu cỡ 3 số đó thôi. Nguyên cái tem logo nó thiêu nguyên cái chữ luôn, rất là độc. Nè, chữ nổi lên luôn. Chữ nó màu cam cam. Nón đen chữ cam. Này bên trong MLB còn khá đẹp. MLB thương hiệu bóng chày ha, thương hiệu thể thao chơi bóng mà. Rồi mã 17 300.000. Rồi tiếp theo một con nón cũng của là MLB luôn. XS size nhỏ, rồi size nhỏ nè. Size nhỏ của Mỹ thôi, chứ trung bình của mình là gọi là 58. Cái này 56 57 58. 56 57 58 đổi được. Tem nó thiêu nguyên cái chữ luôn, cái logo này. Cái hình chung cái hình giống như cái bàn tay ha. À, chữ M nè, chữ M. Đó. Này nhìn chữ M, cái này giống chữ B nè. MLB. Nó màu xanh, vành màu đen. Đường bên trong còn đẹp. Đây nguyên tem còn luôn. US. Rồi cái nón này chuẩn hàng xuất luôn. Japan, Pháp, Hàn Quốc, Úc. Chung tiêu chuẩn rất nhiều nước. MLB còn đẹp. Mã 18 nha mọi người, 300.000. Hoặc còn lại có cái logo theo quyền cái theo quyền cái mảng cái logo lớn rất là đẹp nè. Size nhỏ 56 57 58 mà. Rồi. Kết thúc video này đây mọi người. Mọi người xem phần tiếp theo ha. Nhưng cái phần đầu em giới thiệu về mấy cái nón. Phần tiếp theo thì mọi người xem phần tiếp theo sẽ là cái quần với lại áo nha mọi người. Rồi, chào mọi người.